Kính thưa đại chúng, chúng ta có ngày Phật đản, các tôn giáo khác họ cũng có cái ngày của Đức Giáo Chủ họ sinh ra, họ làm rất là mạnh. Ở đây Thầy nói ví dụ như Thiên Chúa Giáo, ngày lễ Noel họ làm rất là lớn. Và nam nữ thanh niên con em chúng ta, mặc dù không theo Thiên Chúa, nhưng cũng đi dự lễ, kể cả nhiều khi chúng ta. Thế còn ngày Phật đản của mình đấy này thì mình lại xem rất nhẹ. Mà một vài năm trước thì giáo hội cũng có động viên các Phật tử tổ chức Phật đản cho trang trọng. Thế nhưng mà mấy năm nay lại thấy im. Cho nên Thầy hôm nay Thầy cũng phát động các Phật tử chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải làm cho Phật Pháp được xương minh. Mình có một ngày Phật đản là ngày lớn, ngày chính của cả một năm. Thầy nhớ cách đây mấy chục năm là ngày Phật đản mùng 8 tháng 4 là trong lịch nhà nước còn được nghỉ cơ. Bây giờ mình bỏ mất rồi. Đó. Thế cho nên Thầy khuyến khích các Phật tử. Thứ nhất ý, nếu có điều kiện thì ở tại gia đình nhà mình trong cái tháng 4 mùa Phật đản này, chúng ta có thể treo lồng đèn nếu có điều kiện trước cửa nhà. Lồng đèn Phật đản, treo cờ Phật giáo. Nghe không? Thì khuyến khích. Thứ nữa, các đạo tràng tổ chức ăn mừng Phật đản, liên hoan mừng Phật đản. Nghe không? Trường đạo tràng tổ chức đấy có thể là đến nhà văn hóa hay là kể cả đi ra nhà hàng mà liên hoan. Để cho mình phải trở thành giống như một ngày Tết Phật đản ấy. Vâng, đem lại không khí. Mình muốn cho con mình, cháu mình sau này nó đi theo Phật. Chứ không chả nhẽ chỉ hết đời mình rồi thôi, con mình, cháu mình nó không theo nữa. Mình muốn gieo cái giống Phật Pháp cho con cháu mình. Mình phải làm cho Phật đản sống lại. Thưa đại chúng, Thầy mong lắm đấy. Cho nên Thầy vận động cả hơn 80 đạo tràng của chùa, mà không như thế mà mong mỏi vận động tất cả các Phật tử cả nước và thế giới. Nghe không? Ngày Phật đản trên thế giới người ta kỷ niệm là bằng lễ tam hợp Vesak. Nhưng mà riêng Việt Nam mình thì ngày Phật đản, tháng Phật đản này, các Phật tử nên có những cái hoạt động kỷ niệm kính mừng ngày Phật đản. Mình làm cho không khí Phật đản nó sôi động lên. Nghe không? Đây không phải là Thầy nói chạy đua với tôn giáo nào, nhưng mà thật sự là vì mình biết Phật Pháp cao quý lợi ích như thế mà mình lại không biết để lại cái vốn này cho con cháu mình hay sao. Và cho nên làm sao đến ngày Phật đản con mình, cháu mình nó phải háo hức lên. Và có khi mình cũng sẽ mua con mình, cháu mình cái áo mới, cái giày mới vào ngày Phật đản, và đợi đến Phật đản mẹ mua, đợi đến Phật đản bà mua cho, để cho nó phải háo hức đến ngày Phật đản. Phật đản phải trở thành giống như một ngày hội của chúng ta đấy. Vui, hoan hỉ, mừng đấng cha lành ra đời. Đại chúng thấy không? Cái tinh thần Phật đản của Phật tử mình còn yếu lắm, yếu lắm. Cho nên Thầy phát động các trưởng đạo tràng về nên tổ chức kính mừng Phật đản, trăng đèn kết hoa ở nhà, treo cờ Phật giáo, tổ chức liên hoan, anh em liên hoan, tiệc chay thôi, bánh kẹo, hoa quả, kể cả ra nhà hàng, chiêu đãi nhau bữa, tiệc cơm chay, mừng ngày Phật đản. Nghe không? Làm cho tinh thần Phật đản sống dậy. Mình phải nói là mừng lắm chứ. Mình được biết giáo lý Phật, mình mở mang bao nhiêu trí tuệ. Mình được trưởng dưỡng đạo đức như thế này mà mình lại không kính mừng cái ngày Đức Phật ra đời sao? Nào, đấy. Cho nên là cái tháng Phật đản này, tất cả các đạo tràng chùa chúng ta, đây là cái duyên nên tổ chức. Nhưng ngày Phật đản này đi liên hoan mặc quần áo thật đẹp, đi ăn mừng Phật đản. Thầy sẽ quyết tâm để xây dựng cái này thành một cái văn hóa sau này Phật đản của chúng ta. Có một số các vị thì lại nói mà ôi giời, làm gì cho tốn kém cái tiền để mừng Phật đản ấy, để mà đi ủng hộ người nghèo với từ thiện. Cái đó là cái hiểu rất ấu trĩ. Chúng ta thấy không? Cái thiện pháp này mà được nêu lên là hàng ngàn, hàng triệu, hàng triệu con người ta được hướng thiện, được tốt đẹp. Chứ không phải cái chuyện đem vài cái chục triệu, trăm triệu đấy để mới từ thiện được vài cái căn hộ đâu, không phải đâu. Tốn mà nó lợi ích cũng làm. Đại chúng thấy không? Đó. Tốn kém mà lợi ích. Lợi ích này lớn rất nhiều, Thầy nói. Cái tinh thần Phật đản nó lớn rất là nhiều.
Cho nên bây giờ làm sao tất cả các Phật tử, ông bà, cô chú Phật tử ở đây tạo cho Thầy thành cái không khí, nghe không? Về tới đây chuẩn bị giáo cho các con, các cháu chuẩn bị nha. Tới hôm nay Phật đản nhà mình liên hoan, không mấy đứa nào quần áo đẹp diện mang ra mặc cho mẹ, cho bố, nghe không? Tinh thần thật thoải mái, vui vẻ, mình sống đúng tinh thần Phật đản, phải làm thành một cái Tết của người Phật tử nữa. Tại sao mình không có quyền làm đây thành một cái Tết của người Phật tử, Tết riêng của người Phật tử? Phải vui mừng chứ. Những ngày đấy bao nhiêu thiện pháp được nảy nở, được phát sinh. Thế thì cái này là Thầy khuyến khích tất cả các đạo tràng với tinh thần kính mừng Phật đản. Chúng ta làm sao để cho đạo Phật chúng ta được trường tồn. Trường tồn là thế đấy, là trường tồn là từ chúng ta bây giờ. Ta gieo giống, ta tưới tẩm, cái này là cái tưới tẩm để cho Phật pháp được trường tồn đấy nha. Yeah.